Trung Nguyên kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Ở cái ngói nhà đó, nó vẫn còn có tiết. Mấy ngày hôm nay tiết rơi khá nhiều. Bữa nay khí hậu nó khá là ấm, trời nó có nắng. Và đã mấy ngày rồi Nguyên không có ló đầu ra ngoài đường. Và cái lý do đó là Nguyên chọn làm ở ngoài trời. Tuy là nó lạnh, nhưng là bởi vì muốn hít thở không khí các quý vị. Vì khoa học chứng minh mà nếu chúng ta nhốt ở trong nhà quá không có tốt, phải đi ra ngoài đường một chút xíu. Tuy rằng nó lạnh nhưng phải bắt buộc phải đi ra ngoài đường để hít thở không khí. Nên là các quý vị sẽ thấy một cái background tiết cũng đang rơi lâm găm, không có nhiều lắm, rơi rất là nhỏ, tiết rất là nhỏ vẫn còn đang rơi. Và chương trình và chủ đề của ngày hôm nay thì Nguyên sẽ cập nhật những bản tin hot nhất về tình hình cuộc giao tranh đã quay trở lại giữa Israel và Hamas. Trước khi đến chủ đề đó thì cho Nguyên cập nhật ngày tháng. Bữa nay chúng ta là bữa thứ 6, ngày 1 tây tháng 12 năm 2023. Nhân dịp thứ 6, chúc cho các quý vị sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào. Mong là những cái sự tốt đẹp, kinh tế, tài chính, niềm vui và hạnh phúc sẽ đến cho các quý vị và cả luôn gia đình. Và bây giờ, cho Nguyên đi vào những bản tin. Sau 7 ngày ngừng chiến, 7 ngày trao đổi con tin, niềm vui đến cho người dân và cũng là một sự giải lao cả luôn cho binh sĩ và cả luôn cho cả toàn cầu. Thì những ngày hạnh phúc đó đã kết thúc. Những ngày hạnh phúc đó đã kết thúc. Và cái cuộc mà săn lùng bắt chuột cống nó đã quay trở lại. Quay trở lại. Và lý do tại sao nó quay trở lại, tại sao cái cuộc mà trao đổi con tin, cái cuộc ngừng bắn nó không có được kéo dài nữa, nguyên nhân và lý do nó mới là quan trọng. Tại sao cả thế giới người ta đang kêu gọi cái sự tiếp tục. Ngày hôm nay thì Nguyên nói thật tế là cả thế giới người ta lên tiếng. Nhưng tại sao hai bên lại tiếp tục bước vào cuộc chiến trong cái giai đoạn này? Và hai bên đều đổ lỗi cho nhau. Thì chúng ta phải tìm hiểu cái chi tiết cụ thể. Các quý vị cũng biết đó, là ngày hôm nay theo cái hợp đồng đó là 6 giờ sáng thì là cái vấn đề mà trao đổi con tin đó, nó sẽ kết thúc. Và hai bên có thể quay trở lại chiến trường. Nói chiến trường thì mình hơi nó quá đáng, Nguyên phải nói là chuột săn, kêu là mèo săn chuột mới đúng hơn. Tại sao có cái sự việc đó? Sau khi cái nỗ lực của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ là ông Antony Blinken, rồi Tổng thống Pháp, biết bao nhiêu những nhà lãnh tụ gia đang thúc đẩy cái vấn đề mình kêu là kéo dài cái cuộc ngừng bắn. Nhưng điều thất bại vì nó có nguyên nhân và lý do. Thứ nhất là các quý vị cũng nhớ là ngày hôm qua Nguyên có cập nhật. Khi cái tình hình trao đổi con tin đang ổn định và đang kéo dài thì bỗng nhiên có một cái cuộc khủng bố ở tại Do Thái, ở tại thành phố Jerusalem, đã làm 3 người đã thiệt mạng và 6 người đã bị thương. Đó là một dấu hiệu. Và ngoài ra cái dấu hiệu đó nó còn một cái dấu hiệu khác. Trước khi 6 giờ sáng ngừng bắn lại có sự kiện xảy ra, nên nó mới dẫn đến cái thảm họa mà phía bên Do Thái đã tiếp tục cái cuộc săn lùng bắt. Vào khoảng tầm 6 giờ mấy sáng thì phía bên chính phủ của Do Thái qua lời phát biểu của ông Netanyahu, ông ta công bố rằng là lực lượng Hamas đã không tuân thủ cái lời cam kết. Thứ nhất, hai cái lời mà họ không tuân thủ. Thứ nhất là vấn đề trao đổi con tin. Thứ hai là vấn đề ngừng bắn. Vấn đề trao đổi con tin là chúng tôi đã cam kết với họ là kêu họ phải thả hết tất cả những người phụ nữ. Chúng tôi ưu tiên là phải thả phụ nữ. Nhưng họ không thả phụ nữ. Họ không giữ lời hứa với chúng tôi. Họ không thả hết những người phụ nữ. Họ có thả con tin nhưng họ không phải thả hết những người phụ nữ mà chúng tôi yêu cầu. Đó là về vấn đề con tin, vì Do Thái họ ưu tiên cho trẻ em và phụ nữ. Và lực lượng Hamas thì thả nhiều người nhưng mà vẫn giữ phụ nữ ở trong con tin. Đó là một mặt. Mặt thứ hai, họ cam kết với chúng tôi ngừng bắn, nhưng không. Trước khi cái thời gian mà kêu là hợp đồng kết thúc giữa hai bên, thì rocket đã bắn vào nhiều ngôi làng của chúng tôi ở tại đất nước của chúng tôi. Lý do là bởi vì hừng sáng nay, thì có một số lượng rocket do lực lượng cực đoan Hồi giáo đã tấn công vào vài ngôi làng của Do Thái. Nên là
Bởi vì cái điều đó nên là ông Netanyahu ngày hôm nay ông ta nói vậy thì chúng tôi kẻ địch, ông ta dùng là kẻ địch, đã không giữ lời hứa. Vậy thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái vai trò của chúng tôi là giải cứu bằng con tin, bằng vũ lực. Và chúng tôi sẽ lùng bắt và tiêu hủy lực lượng của họ. Thì đây là cái lời phát biểu của ông Netanyahu rất là sớm các quý vị, để mà trước khi bước vào cuộc chiến chính thức trở lại. Sau khi cái lời phát biểu của ông Netanyahu thì phía bên lực lượng Hamas đã có ngay lập tức đáp trả và đổ lỗi cho Do Thái. Ông ta nói rằng là không, chúng tôi không làm gì sai trong cái hợp đồng trao đổi con tin hết. Kẻ làm sai là Do Thái. Chúng tôi đã nhu cầu Do Thái hãy nên thả những người lớn, những người mà có, vì phía bên Hamas họ muốn thả những cái tướng lãnh chỉ huy của họ bị bắt trong thời gian vừa qua. Mà Do Thái thì không. Do Thái thì ưu tiên thả người phụ nữ với dưới tuổi thành niên. Họ kêu là tôi ưu tiên kêu Do Thái thả người lớn, nhưng Do Thái đã không làm điều đó. Và Do Thái muốn tiếp tục cái cuộc chiến, chứ không phải chúng tôi. Thực tế chúng tôi vẫn tiếp tục muốn gia hạn thời gian trao đổi con tin, nhưng Do Thái là người không muốn. Đây là lời phát biểu của phía bên đại diện của Do Thái vào khoảng tầm 8 giờ sáng. Và hiện bây giờ thì tiếp tục cái cuộc giao tranh khốc liệt, cái cuộc lùng bắt tiếp tục. Do Thái vẫn giữ nguyên cái chiến lược cũ, đó là oanh tạc. Do Thái vẫn thấy là một cái chiến lược, người ta thường nói là một cái chiến lược thành công, không ai ngu dậy gì thay đổi cả. Nên là cái chiến lược vừa qua đã đem lại cái thắng lợi cho Do Thái, thì Do Thái vẫn giữ nguyên cái chiến lược, không có sự thay đổi gì hết. Thì đã bắt đầu tiếp tục. Thì các vị cũng biết mà, tính mạng người dân thường thì không thể tránh khỏi. Cái số lượng cũng khá là đáng buồn đó. Số lượng cũng khá là đáng buồn đó. Theo cái báo cáo cụ thể gần nhất đây mà của phía bên Bộ Y tế của Gaza, sáng nay là 29 người rồi. 29 người. Tất nhiên là Trung Nguyên nói là những cái con số đó chúng ta không thể tin được. Chúng ta không thể tin được. Chúng ta nghe để cho biết, chứ không thể nghe để chúng ta tin. Vì những con số đó hiện bây giờ nó chưa được kiểm chứng cụ thể. Nhưng mà cuộc giao tranh lùng bắt đã quay trở lại. Và Trung Nguyên hỏi tại sao? Trong cái vấn đề trao đổi con tin nó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó dẫn đến cái cuộc mà trao đổi con tin nó phải ngừng? Đúng ra nó có thể tiếp diễn thêm 3 ngày nữa, bởi vì Do Thái cho cao lắm là 10 ngày, hiện bây giờ ngày thứ 7 đã quay trở lại cuộc chiến rồi. Tại sao vậy? Vì Châu Nguyên đã từng tâm tình với các quý vị rằng là nó có một cái thế lực nào đó, họ không muốn cuộc chiến tranh nó ngừng. Một cái thế lực nào đó họ cũng lúc nào cũng muốn đang đổ dầu vào lửa các quý vị. Họ muốn đang có một cái cuộc xung đột lớn ở tại khu vực Trung Đông. Họ muốn quậy lên cái khu vực này lúc nào nó cũng sôi động. Họ không muốn nó lắng động. Vì nó lắng động 7 ngày vừa qua và làm cho họ ăn ngủ không yên gì đó. Nên là lý do các quý vị cũng biết là người ta đang ở trong cái giai đoạn đàm phán ngày hôm qua đó. Tối ngày hôm qua vào lúc 1-2 giờ sáng thì vấn đề đàm phán nó vẫn tiếp diễn. Nó vẫn tiếp diễn 1 giờ sáng. Vấn đề đàm phán nó vẫn tiếp diễn. Đặc biệt là đại diện cho quốc gia Qatar, họ nỗ lực tối đa để gia hạn cái thời gian ngừng bắn kéo dài. Thì ngay lập tức và lúc 5 giờ sáng thì tại sao cái lực lượng cực đoan Hồi giáo họ tấn công vào Do Thái làm gì? Nó vô lý. Cái điều đó là tại sao cái loại lực, cái tụi mà kêu là người ta là Islamist đó, cái tụi mà cực đoan Hồi giáo đó, họ đã tấn công vào Do Thái vào lúc 5 giờ sáng để làm gì? Nếu họ muốn cái cuộc mà kêu là cái cuộc hòa bình kéo dài, họ muốn cái thời gian trao đổi con tin kéo dài, thì không có một cái nguyên nhân lý do nào mà họ tấn công hết. Nhưng 5 giờ sáng họ đã tấn công. Mà khi họ tấn công, họ thừa nhận họ tấn công mới chết. Họ đã giết trên Telegram. Họ thừa nhận là họ đã tấn công và họ cho rằng là họ trả thù cho những cái hành động của Do Thái trong thời gian vừa qua. Và họ tấn công ngay trong cái giai đoạn mà người ta muốn kéo dài cái cuộc ngừng bắn. Đây là cái lực lượng không phải là lực lượng Hamas. Đây là cái lực lượng cực đoan Hồi giáo Palestine. Thì cái điều đó các quý vị thấy rõ được là có một cái thế lực nào đó họ đang thúc đẩy cái cuộc chiến tranh này, họ không muốn ngừng.
họ không muốn cho nó nguội. Vì càng kéo dài nguội ngừng cuộc bán thì cái sự phẫn nộ, cái sự tức giận của dư luận nó sẽ nguội dần. Nhưng có ai đó, một cái thế lực nào đó họ châm mồi vào lửa. Các vị thấy rõ là họ châm mồi vào lửa. Vì họ đang khiêu khích Do Thái. Ngày hôm qua thì họ đã khủng bố là một cái sự khiêu khích. Ngày hôm nay họ bắn rocket khi lúc đó cái thời gian hòa bình nó vẫn còn. Cái thời gian hòa bình nó vẫn còn. Thì họ là người tấn công khiêu khích trước. Và thêm một lần nữa họ đã khiêu khích, họ chọc tức Do Thái để nổi cơn điên. Thì ông Netanyahu thì bây giờ các anh đã thổi gió thì chúng tôi căng bườm thôi. Bây giờ các anh đã cho tôi cơ hội. Thực tế Do Thái, chính bản thân của Do Thái, họ muốn đánh cuộc chiến này đánh nhanh, thắng nhanh. Nhưng bởi vì vấn đề nhân đạo, bởi vấn đề dư luận xã hội, bởi vì vấn đề công chúng, bởi vấn đề biểu tình, họ mới đồng ý trao đổi con tin. Chứ thực tế các quý vị cũng biết là khi lúc trao đổi con tin đó, quốc hội của Do Thái tranh cãi rất là nhiều. Tranh cãi rất là nhiều. Và bây giờ thì nếu bị các anh khiêu khích tôi nữa, các anh kiếm chuyện với tôi nữa, thì lý do gì mà tôi phải tiếp tục. Và người ta không thể đổ lỗi cho Do Thái được nữa. Chứ không phải là Do Thái không muốn hòa bình, không muốn trao đổi con tin. Do Thái muốn tôi đã làm. Nhưng là bởi vì các anh không tôn trọng chúng tôi, các anh lợi dụng thời cơ đó mà các anh còn khiêu khích chúng tôi, nên là bây giờ thì hậu quả các anh phải gánh chịu. Nên là cái cuộc tấn công, sau cái vấn đề phát biểu xong thì cuộc tấn công nó đã tiếp diễn. Và bây giờ nó đang tiếp diễn một cách vô cùng đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Hiện bây giờ cách đây khoảng một tiếng đồng hồ trước thì Do Thái đã bắn một cái lằn màu trắng để chỉ điểm cho người dân sơ tán. Thì người dân bây giờ thì họ phải nhìn theo bầu trời. Cái hướng nào mà an toàn nhất, nó sẽ có lằn màu trắng, khói màu trắng ở trên bầu trời để mà sơ tán đi. Cái hướng đó là cái hướng an toàn, sẽ không bị bom đạn tấn công. Đó là cái điều mà Do Thái họ làm trong cái giai đoạn này. Nhưng mà các vị cũng biết là đúng ra cái cuộc mà trao đổi con tin này nó sẽ có thể kéo dài thêm vài ngày nữa. Bởi vì cái số lượng con tin nó còn có nhiều. Cái số lượng Do Thái mới thả chỉ có 80 mấy người thôi. Cái số lượng con tin nó còn nhiều. Có thể trao đổi trong một thời gian vài ngày nữa. Nhưng mà các quý vị cũng thấy đó, cuộc đời nó khổ lắm. Không phải người nào cũng muốn hòa bình nữa các quý vị. Người nào cũng ngỏ ái nị hay là I love you, là anh yêu em vậy đó. Nó vui biết bao, nhưng nó có chịu. Đó. Và vậy thì chúng ta hỏi sau lưng cái bức màn này là ai? Thì chúng ta có nhiều tình nghi, có nhiều bác đã đưa lá cờ của Trung Quốc. Đối với Nguyên thì Nga mới là thủ phạm đáng nhiều hơn. Bởi vì thực cuộc chiến này nó làm cho Nga có ưu thế nhiều hơn với cuộc chiến giữa Ukraine. Thì chúng ta thấy rõ mà, từ lúc mà cái cuộc chiến tranh cho là Do Thái và giữa Hamas nó bùng phát, thì thông tin về Ukraine nó bớt đi nhiều. Báo chí nói về Ukraine nó bớt đi nhiều. Rồi các vị thấy rõ luôn là cái vấn đề viện trợ cho Ukraine nó giảm. Nó giảm hẳn luôn. Giống như Mỹ vậy đó, gửi tiền ủng hộ cho Do Thái ưu tiên, chứ đâu phải là cho Ukraine đâu. Cả thế giới người ta bận rộn về vấn đề truyền thông, về vấn đề giải cứu nhân đạo, người ta đâu có lo Ukraine nữa. Nên là đối với Nguyên á, cái vấn đề mà thúc đẩy cuộc chiến và có ai đó đang cố tình tạo ra cái mâu thuẫn ở khu vực Trung Đông, và cái kẻ thủ phạm mà Nguyên cho rằng, chính là ông Nga. Tại sao Nga có thể làm điều đó? Các quý vị đừng có quên là lực lượng Wagner của Nga nó ở khắp nơi trên thế giới. Lực lượng Nga có thể điều động vũ khí ở khắp nơi để mà yểm trợ cho những lực lượng khủng bố, và trong quá khứ Nga vẫn làm điều đó. Nên là Nguyên tin là những cái vũ khí của phía bên lực lượng cực đoan Hồi giáo hay những lực lượng khủng bố đó là phần lớn là những vũ khí được sự yểm trợ đến từ những cái tập đoàn lính đánh thuê của Nga ở những khu vực châu Phi và Trung Đông. Và Nga là kẻ thúc đẩy. Nguyên nghĩ là Nga là kẻ thúc đẩy để cho cái cuộc ngừng bắn nó không kéo dài và nó không đem được cái sự đàm phán. Và Nga muốn tiếp tục tạo ra cái mâu thuẫn ở khu vực Trung Đông. Để làm gì? Để cho cả dư luận thế giới và sự cái gói trợ cấp nó không cung cấp cho Ukraine trong những ngày kế tiếp. Đó là cái nhìn của Nguyên thôi. Thế thực tế thì hiện bây giờ chúng ta không có cái bằng chứng cụ thể.
chúng ta không có bằng chứng cụ thể, nhưng mà cái điều nó lạ kỳ là Nguyên, nó thật lạ nhất trên đời của Nguyên á, là cái kẻ tấn công ngày hôm nay đó vào Do Thái á, là cái tổ chức mình kêu là gì, Hazard cực đoan Hồi giáo đó, họ tự thừa nhận mới chết. Nếu họ không thừa nhận á, thì là một cái chuyện mà họ tự thừa nhận, cô chú anh chị em, họ tự thừa nhận họ đã làm điều đó. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú và anh chị em lời phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ, đó là ông Antony Blinken. Hiện bây giờ thì cái cuộc chiến tranh nó đã quay trở lại, cái cuộc lùng bắt chuột cống nó đã quay trở lại, thì ông Bộ trưởng của Mỹ cũng không cách nào giải quyết được hòa bình. Cái chuyến đi của ổng cũng không được thành công giống như là mong đợi. Thì ổng chỉ có xin và nhu cầu. Ổng nói bây giờ tôi xin Do Thái cho một cái nơi, kêu là cái nơi an toàn, an toàn để cho người dân tị nạn ở tại Gaza. Thì hiện bây giờ ở tại Gaza Bắc và Nam không có chỗ nào an toàn hết. Có nhiều người thì tưởng nó là miền Bắc không, Bắc Nam không có chỗ nào an toàn hết các quý vị. Ở tại Gaza Bắc Nam là chỗ nào nó cũng có bom đạn hết, vì chỗ nào cũng có lực lượng Hamas hết, ít hay nhiều. Và cái chỗ nào cũng có bắn, chỉ là người ta nói miền Bắc nhiều, tại vì miền Bắc giao tranh nhiều, chứ Bắc Nam không có chỗ nào mà chỗ an toàn hết. Nên ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mỹ là ông Blinken á, ông mới có một cái đề nghị, đó là ông muốn một cái khu vực an toàn. Một khu vực an toàn. Và cái khu vực này không ai có quyền bắn. Cái khu vực không ai có quyền bắn. Một cái khu vực mà không có binh sĩ, không có một cái tiếng đạn pháo, mà chờ đợi đi đó chỉ là một cái vùng đất để cho người dân tị nạn và cho những người giải cứu mà thôi. Và cái vùng đó phải được bảo vệ một cách chặt chẽ, và cái chỗ đó không được quyền có một cái tiếng pháo, một tiếng đạn nào vào. Thì đây là cái đề nghị của ông Blinken. Bị lý do này, ổng vấn đề hòa bình thì chúng ta đều biết nó đã thất bại rồi. Đàm phán hòa bình, giải quyết hòa bình thì nó không còn có cái cơ hội nữa. Thì cái điều đó thì bây giờ ổng xin một cái vùng đất để mà cái vùng đất an toàn. Thì hiện bây giờ cái lời đề nghị của ông Blinken đó, nó là một cái đề nghị khá hay, nhiều người rất là hoan nghênh. Khi có một cái vùng đất an toàn đó, thì cái tổ chức Liên Hiệp Quốc á, cái tổ chức về nhân đạo, y tế rồi đó, họ dễ làm việc. Họ có thể xây những cái trụ sở tạm thời ở đó, rồi người dân đến đó và họ có thể chăm sóc người dân tị nạn. Và cái nơi đó họ chắc chắn là không có bom đạn. Nhưng mà hiện bây giờ đó, cái vấn đề đề nghị của Blinken á, thì được chưa có được cái câu trả lời của phía bên chánh phủ của Do Thái. Nguyên nghĩ là chánh phủ Do Thái hãy nên làm, vì cái điều này nó quan trọng cho những người dân tị nạn. Chứ bây giờ miền Nam cũng thường mắng thường xuyên, đặc biệt là những cái nơi khá đông người, vì ở miền Nam cũng có lực lượng Hamas, và họ cũng lợi dụng cái chỗ đông người để mà họ tấn công Do Thái. Họ cũng lợi dụng cho đó. Nên phải tạo ra một cái vùng đất nó an toàn, và phải kiểm duyệt người ra người vào một cách chặt chẽ, để cho cái vùng đất này nó không có cái lực lượng khủng bố mà cũng không có ai tấn công vào. Thì đây là một cái đề nghị Nguyên thấy cũng khá là hay, khá là ổn trong cái giai đoạn này. Nếu mà Do Thái họ làm được thì cái điều này nó cũng sẽ giảm bớt đi cái thương vong cho người dân Palestine đang tị nạn. Cái điều này là cái điều Nguyên thấy cũng khá là cần thiết. Đây là cái đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Blinken ngày hôm nay. Các quý vị, Nguyên gắng cố gắng đưa tin, đứng một hồi nó lạnh thiệt. Nhưng mà không sao, hít thở không khí trong lành các vị. Đứng hồi nãy giờ chỉ có 19 phút thôi, bắt đầu là Nguyên thấy teo rồi đó, trở về tuổi thơ rồi đó. Nhiều khi người ta trở về tuổi thơ người ta khó lắm, người ta phải ăn một cái món đồ gì đó nhớ mẹ nấu, hay là coi cái bộ phim nào đó hồi nhỏ người ta coi. Nguyên không cần đâu, đứng ở ngoài trời chút xíu rồi quay trở lại tuổi thơ rồi. Thì bây giờ chúng Nguyên cập nhật cho các vị tiếp tục những bản tin nó khá là về vấn đề lên tiếng của nhiều tổ chức và nhiều chính phủ khác nhau để về vấn đề cái cuộc chiến nó quay trở lại giữa Israel và Hamas. Cuộc chiến nó quay trở lại, đó là cái Pháp đầu tiên. Ông Pháp cho rằng vô cùng đáng tiếc là cái vấn đề mà trao đổi con tin nó không được tiếp diễn. Chúng tôi mong đợi là hai bên có thể xem xét lại và hai bên có thể cùng nhau ngồi trở lại để mà tiếp tục cái vấn đề trao đổi con tin, vì tôi thấy nó cần thiết. Đây là lời phát biểu của Tổng thống Macron ngày hôm nay, khá là nhẹ nhàng các vị ha. Phía bên đại diện của Qatar thì đại diện Qatar, trong nguyên đó là Qatar là cái quốc gia đứng ra trung gian trong thời gian gần đây, và là cái quốc gia duy nhất
đã đem được cái sự thỏa thuận giữa lực lượng Do Thái và lực lượng Hamas. Đây là cái quốc gia duy nhất trong thời gian gần đây mà họ đã làm được. Thì phía bên lực lượng của Qatar họ mới kêu gọi là tình trạng khẩn cấp. Họ nói là tôi kêu gọi cả toàn cầu trên thế giới hãy nỗ lực cùng chúng tôi và cố gắng đem lại cái cuộc hòa bình ở tại khu vực Gaza. Tôi nghĩ tình trạng khá là khẩn cấp và cần thiết. Thì Qatar thì họ đang thúc đẩy cái vai trò, thúc đẩy cái sự đoàn kết vai trò để tìm một cái biện pháp hòa bình khẩn cấp. Họ muốn giải quyết lẹ, nhanh, cho họ thấy cái tình trạng không thể kéo dài. Đây là lời phát biểu của phía bên Qatar. Ông Nga cũng phát biểu ngày hôm nay. Dmitry Peskov cũng có lên tiếng sau khi cái cuộc giao tranh giữa Do Thái và Hamas đã quay trở lại. Thì Nga cũng có lên tiếng. Thì cái lạ là Nga lên tiếng các vị. Thường thì Nga ít có lên tiếng lắm. Nhưng bữa nay thì khi lúc mà nó quay trở lại đó, hai bên bắn trở lại thì ông Nga ông lên tiếng. Thì ông Nga ông nói là ơi đừng bắn nữa, đừng bắn. Hòa bình đi. Nghỉ bắn đi. Trao đổi con tin đi. Tại sao các anh cứ bắn hoài vậy? Tôi nói hoài hòa bình yêu thương nhau đi. Thì ông Nga ông kêu ngừng bắn, kêu hòa bình. Nguyên nói thật chứ các quý vị ngộ lắm. Ai kêu nói thì Nguyên cũng thấy bình thường. Nó thực tế là bây giờ ai kêu hòa bình là Nguyên cũng thấy bình thường hết á. Nguyên không thấy gì bất thường. Thí dụ Mỹ kêu, cả Việt Nam, Cuba kêu, Nguyên cũng thấy bình thường. Mà Nga kêu Nguyên thấy nó kỳ lắm. Nó nghe nó kỳ lắm các quý vị. Nghe nó kỳ lắm. Nó nghe nó kỳ khủ lắm. Bây giờ hỏi anh à, ông biết kêu người ta ngừng bắn chỉ chính bản thân ông sao ông không ngừng bắn? Ông biết nói người ta mà không nhìn lại mình. Ông mới vừa gửi thêm cả 100,000 binh sĩ nữa kìa. Ông mới vừa nè, cái lớp mà 300+ được mới vừa huấn luyện xong, ông mới gửi 100,000 binh sĩ để củng cố sườn miền Nam nữa kìa. Sao ông biết? Ông biết suối người ta, ông biết kêu gọi người ta, ông kêu người ta phải yêu thương lẫn nhau, ông kêu gọi người ta phải ngồi lại đàm phán. Mà chính bản thân của ông lại không ngừng. Thì cái điều mà Nguyên nói là ai nói cũng được. Những cái quốc gia mà đang không có chiến tranh đó, thì ai nói cũng được. Còn một cái quốc gia thì đang chiến tranh mà lúc nào cũng đứng ra là đạo đức hết. Nghe cái lời phát biểu của ông Dmitry Peskov ngày hôm nay thật nó khó nghe thiệt. Nói chung chung thì cả thế giới đó họ đều kêu gọi và họ kêu gọi cái thúc đẩy cái vấn đề mà kêu là hòa bình đó. Vấn đề trao đổi con tin tiếp diễn, rồi vấn đề hòa bình, tìm những biện pháp đó. Thì nói chung chung thì cả thế giới, cả Liên Hiệp Quốc, cả thế giới thì ai cũng muốn cái điều đó. Và ai cũng lên tiếng cái điều đó. Nhưng mà chỉ có ông Nga là ông lên tiếng là Nguyên thấy nó không hợp lý thôi. Ông Nga với Trung Quốc thì hơi kỳ một chút. Đó là Nguyên thấy không hợp lý. Có nghĩa là cái lạ, cái điều Nguyên thấy nó rất là ăn khớp là thường á, Nga ít có lên tiếng. Nga có lên tiếng nhưng không có nhiều. Nhưng sau khi cái cuộc mà ngay chăng lúc đó vào lúc 6 giờ sáng thì là cái sau 6 giờ sáng khoảng tầm gần 7 giờ đó là cuộc chiến nó quay trở lại đó. Thì là Nga có lên tiếng. Nó lạ kỳ lắm các quý vị. Cũng giống như Nga muốn chứng minh là ô tôi muốn hòa bình đó nghe. Chiến tranh không phải là lỗi của tôi đâu nha. Không có liên quan gì chúng tôi, đừng đổ lỗi cho tôi nha. Có nghĩa là người ta chưa nói về ổng hết mà ổng đã muốn minh bạch là ổng không có làm cái gì trong cái cuộc này hết nha. Cái cuộc này là tôi muốn hòa bình đó. Tôi kêu gọi yêu thương nhau đó, chứ đừng có đổ lỗi cho tôi là tôi thúc đẩy sau lưng nha, tôi giật dây nha. Còn chưa gì hết là ông tự ngụy biện cho mình là người vô tội rồi. Nói chuyện nó hơi lạ các cô chú và anh chị. Nhưng mà thôi, bây giờ nói thì mình nói theo cái suy luận thì không thể nào xác thực được vì mình không biết được. Chỉ có điều là chúng ta biết có một cái thế lực thứ ba đang muốn cái cuộc chiến tranh ở tại Trung Đông nó tiếp diễn và nó lớn rộng. Cái điều đó là Nguyên biết chắc. Còn ai là kẻ thủ phạm thực tế, ai kẻ muốn cái việc điều đó thì chúng ta không có bằng chứng. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ các quý vị những bản tin, những con tin lên tiếng như thế nào, những tình hình câu chuyện về con tin ra sao và những câu chuyện mà chúng ta, những cái bức màn bí mật mà ngày hôm nay về cái vấn đề bản tin giữa Israel và Hamas, tại sao dư luận xã hội họ không muốn chúng ta chia sẻ nhiều. Lý do mà nguyên nhân, đó là điều quan trọng. Các vị cũng biết là cái chương trình của chúng ta làm á, nó gặp trục trặc trong vòng 2 tuần gần đây.
vài ngày nay thì nó không có gỡ video nguyên nữa. Các vị cũng thấy là hai ngày gần đây cái livestream trong cái kênh này đó nó không có gỡ nữa. Nhưng mà nó hạn chế cái lượng người xem rất là nhiều. Nó hạn chế cái lượng người xem rất là nhiều. Và khi lúc đó Nguyên chia sẻ thông tin đều là trung lập, Nguyên đưa một cách khá là trung lập của hai bên với hai cái tình hình khác nhau và Nguyên phân tích rất là cụ thể. Nhưng mà các vị cũng biết là YouTube hay là nhiều cái trang mạng xã hội khác, họ không muốn chúng ta tìm hiểu sâu về cái vấn đề này. Vì cái vấn đề này hiện bây giờ nó rất là nhạy cảm ở trên mạng xã hội. Nó rất là nhạy cảm ở dưới nhiều quốc gia trên thế giới. Nên là nó muốn hạn chế tối đa. Và có nhiều sự thật nó không có phơi bày. Nó không có phơi bày một sự thật. Nó che lấp một Phật thật. Nó muốn, có thể nói là truyền thông chính thống á. Truyền thông của chính thống đó. Nó muốn che một cái, nó đưa một cái hướng đi. Mà nó muốn che hết tất cả những cái nhìn phía cạnh khác. Nên là ngày hôm nay ở tại Paris đó, một số lượng người phụ nữ họ xuống đường biểu tình. Họ xuống đường biểu tình ở tại Paris. Họ lợi những cái nơi nhân quyền. Họ lợi những cái nơi tổ chức về những người phụ nữ. Họ lên án. Họ nói là trong cái cuộc chiến tranh vừa qua, từ ngày 7 tới tháng 10, đã có rất là nhiều người phụ nữ đã bị xâm phạm. Rất là nhiều người đã bị xâm phạm. Và cả luôn những con tin đã bị xâm phạm. Nhưng không bất cứ một cái truyền thông nào lên tiếng hết. Họ nói là tại sao vậy? Tại sao các quý vị không bất cứ một cái truyền thông nào đã nêu lên cái sự thật điều đó? Tại sao các quý vị lại im lặng với những cái hành động như vậy? Thì đây là một số lượng người phụ nữ ngày hôm nay họ đi đến những cái nơi trụ sở Liên Hiệp Quốc, trụ sở về nhân quyền, trụ sở về những tổ chức về phụ nữ, vân vân và vân vân. Họ đã biểu tình và họ lên án cách báo chí đưa thông tin nó thiếu một sự thật và che lấp những cái tội phạm. Vì Quyên đã nói rồi, một cái sự tàn ác hay là một cái sự đạo đức tốt đẹp nào đó mà nếu các quý vị không đưa mà không ai biết thì chẳng có ai biết nó có tồn tại. Không ai biết nó có tồn tại các quý vị. Nên là thông tin nếu nó che lấp, một sự gian dối mà nó che lấp thì chúng ta cũng chẳng bao giờ biết. Nên là ngày hôm nay thì có một số lượng người phụ nữ họ biểu tình về cái vấn đề này. Thì cái vấn đề này nó có chứ không phải là không có. Cái vấn đề mà nó có chứ không có các quý vị. Chuyện đó thì không thể nào tránh khỏi trong những cái, đặc biệt là những cái tổ chức cực đoan Hồi giáo đó, cái sự điên cuồng của họ đó. Thì lúc nào họ có sai phạm cái điều đó thì nhiều lắm, chứ không phải nhiều lắm. Ở tại cuộc chiến tranh Ukraine cũng có rất là nhiều. Và cái điều đó thì ít có ai nêu lên trong thời gian gần đây. Nó thật chung là dư luận thời gian gần đây họ không muốn nhắc đến. Họ không muốn nhắc đến các quý vị. Họ hoàn toàn họ không muốn nhắc đến. Và họ không nêu lên những sai phạm. Và hiện bây giờ thì các quý vị cũng biết á, là lực lượng Hamas á, họ đang đánh bóng cái tên tuổi của mình. Qua lúc cái những cái giai đoạn mà trao đổi con tin á, họ làm rất là thân thiện với những con tin. Họ làm giống như là họ yêu thương con tin lắm. Họ chăm sóc con tin lắm. Con tin là bạn của họ. Khi họ đưa con tin trở về, họ còn giống như là buồn vậy đó. Nhưng nếu các quý vị nhìn lại cái hình ảnh ngày 7 tới tháng 10, khi họ tấn công vào Do Thái và cái hành động họ đàm, thì các quý vị mới biết được cái thực sự bản chất của họ như thế nào. Nó là nhiều khi Nguyên nói con người người ta hay đóng kịch lắm. Ai cũng đeo một cái mặt nạ hết. Họ đóng rất là nhiều tuồng kịch. Họ đóng rất là nhiều tuồng kịch. Đặc biệt là lúc mà trao đổi con tin đó, thì lực lượng Hamas họ đóng giống như là một cái người rất là tốt, hiền lành, đối xử tử tế với những con tin. Nhưng mà thực tế khi tại sao phải cần bắt con tin để nói đối xử tử tế các quý vị? Nếu anh tử tế thì anh không bao giờ bắt con tin. Khi anh đối xử tử tế với con tin vì anh biết con tin nó có giá trị. Con tin nó có giá trị. Hàng sống nó có giá trị hơn hàng chết. Hàng sống nó có giá trị hơn hàng chết. Anh cần cái giá trị con tin, chứ không phải là anh thương con tin. Nếu anh có nhân đạo thương con tin thì anh không nên bắt con tin. Nên đây là cái vấn đề hiện bây giờ thì xã hội dư luận người ta mấy bữa nay thì bắt đầu quay trở lại cái đề tài là bên này ủng hộ bên này, bên kia ủng hộ bên kia ra tiếp diễn. Và họ ủng hộ sai, trong khi nói họ ủng hộ sai. Thứ nhất á, là cái lực lượng Hamas chúng ta không thể ủng hộ được. Chúng ta không thể ủng hộ cái lực lượng này được. Vì thứ nhất là cái hành động vừa qua thì không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được. Chúng ta
chúng ta có ủng hộ chăng nữa là chúng ta lên án về vấn đề người dân thường tị nạn. Mà người dân là nạn nhân của cái cuộc chánh trị của Hamas nó giật dây. Nên là cái khổ đó rất là khổ các thưa vậy. Nguyên cũng không ủng hộ Do Thái. Vì Nguyên cũng không có chấp nhận cái cách mà hành xử của Do Thái. Cách của Do Thái là làm, Nguyên cũng không có ủng hộ họ. Cách của họ làm là họ giống như Nguyên nói là họ thiếu đi cái tâm tư để mà tránh tối đa thương vong. Họ không làm điều đó. Họ đặt ưu tiên cho binh sĩ của họ nhiều hơn. Thì cái điều đó là họ có quyền. Họ có quyền. Nhưng mà cái hành động của họ thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều đến tính mạng người dân thường tử vong. Cho Nguyên nói là cái số lượng người dân thường tử vong trong vòng 2 tháng nay nó nhiều hơn ở tại Ukraine. Các quý vị cứ suy nghĩ đi. Các quý vị cứ suy nghĩ đi. Cái số lượng 2 tháng bằng 2 năm. Cái số lượng 2 tháng đó bằng 2 năm. Người dân thường nha. Thì các quý vị cũng biết là tại sao cũng là một cái nguyên nhân và lý do nó đã dẫn đến cái sự việc mà lên án của dư luận và xã hội. Và cũng bởi vì cái điều đó nên là cái vấn đề mà kiểm duyệt truyền thông báo chí, kiểm duyệt truyền thông nó chặt chẽ hơn mà nó kiểm duyệt một cách bừa bãi, nó thực tế nó cảnh giác một cách bừa bãi. Nhưng mà thôi, chúng ta phải chịu vì lúc nào nó cũng vậy, lúc nào chúng ta cũng vậy. Đó là bản tin liên quan đến tình hình cụ thể cho các quý vị biết là về báo chí, về truyền thông nó đang siết chặt về những bản tin, đặc biệt là trong những ngày kế tiếp khi cuộc chiến nó quay trở lại. Cuộc chiến nó quay trở lại thì bắt đầu những cái chương trình của chúng ta nó sẽ bị tiếp tục trục chặt. Nó sẽ bị tiếp tục trục chặt. Tình hình cụ thể của ngày hôm nay giao tranh thì Nguyên chưa rõ. Vì bữa nay thì nó quá mới. Nguyên cũng chưa biết là cái sự tổn thất của phía bên Hamas như thế nào. Đặc biệt là có những cái gì tướng lãnh của Hamas, có ông nào ngủm cụ tỏi hay không. Thì Nguyên cũng chưa rõ các cái vậy. Nó quá mới, nó mới quay trở lại. Thì bây giờ người ta vẫn còn xôn xao, vẫn còn nuối tiếc những cái ngày hòa bình vừa qua. Người ta vẫn còn nuối tiếc những cái ngày hòa bình vừa qua. Người ta đang cũng muốn trông cậy những cái sự việc. Ngày hôm nay thì ông Iran, ổng cũng có nói nữa. Iran cũng lên tiếng nữa. Iran, ổng mới kêu là ngay lập tức ngừng bắn, quay trở lại trao đổi con tin. Ngay đi. Thực tế thì cho Nguyên nói thẳng một câu là lực lượng Hamas họ muốn ngừng bắn. Vì họ muốn tháo bỏ trại. Vì mấy ngày vừa qua, đã 7 ngày vừa qua họ cũng đã chạy một mớ rồi. Nhưng họ muốn chạy thêm nữa. Vì chỉ có duy nhất là đi chạy thôi. Chỉ có một cái đường duy nhất là trà trộn làm dân thường để chạy xuống miền Nam. Thì quả mai còn con đường sống. Họ ở đó họ không thể nào sống sót được. Chính bản thân họ muốn tháo bỏ chạy. Và Do Thái biết điều đó. Và Do Thái muốn bắt kẻ chủ mưu. Muốn bắt kẻ nắm quyền ở tại Gaza. Hiện bây giờ cái ông nắm quyền ở tại Gaza, cái kẻ mà ra lệnh tấn công vào Do Thái vẫn còn tồn tại. Nên là cái điều đó là cái điều mà Do Thái họ muốn bắt kẻ thủ phạm. Mà họ sợ kẻ thủ phạm trốn khách. Còn phía bên lực lượng Hamas thì họ muốn giảm bớt đi cái sự thương vong của binh sĩ của họ tối đa bằng cách là gửi miền Bắc xuống miền Nam bằng trao đổi con tin người dân. Nhưng bây giờ thì Nguyên nghĩ sẽ không có cái cuộc đàm phán nữa trong thời gian dài. Do Thái, theo cái nhìn của Nguyên thì Do Thái đã cho rằng là mình đã làm đủ rồi. Và Do Thái sẽ tiếp tục tấn công trong những ngày kế tiếp và giải phóng miền Bắc trong vòng Nguyên nghĩ là một tuần. Theo cái nhìn của Nguyên sau cái cuộc này thì khoảng tầm một tuần. Vì lực lượng Hamas không có đủ khả năng, không có đủ tầm cỡ để mà đối kháng với lực lượng Do Thái. Và chỉ cần một tuần thì Nguyên nghĩ là miền Bắc nó sẽ ở trong một cái giai đoạn ổn định. Nó chưa hoàn toàn chấm dứt nhưng nó sẽ ở trong cái dòng quản ổn định do phía bên Do Thái quản lý. Sau đó thì nó sẽ có một cái cuộc mới, đó là từ Bắc xuống Nam nó mới phức tạp. Cái điều lúc đó nó mới phức tạp. Lúc đó thì nó sẽ có những cái biến cố mới. Khi lúc miền Bắc xong xuống miền Nam nó mới là phức tạp. Phức tạp thứ nhất đó là vì dân số quá đông. Cả gần 2 triệu người đang ở kẹt ở chỗ đó. Dân số quá đông, 2 triệu người. Phức tạp thứ hai là lực lượng Hamas đã trà trộn trong dân. Không thể phân biệt được đâu là dân, đâu là Hamas. Đâu là dân, đâu là Hamas, các cái vậy. Nên lúc đó Do Thái phải đối đầu với một cái sự phức tạp lớn hơn nữa.
là khi Do Thái muốn bước chân vào khu vực miền Nam để giải phóng thì Do Thái phải giải quyết vấn đề tị nạn trước. Và cái điều này Do Thái phải cần sự hỗ trợ của châu Âu và những quốc gia láng giềng. Mà hiện bây giờ Trung Nguyên nói thẳng một câu là chẳng có ông nào muốn nhận tị nạn hết. Chẳng có ông bà nào muốn nhận tị nạn hết. Không có ông bà nào muốn nhận tị nạn hết vì ông bà nào cũng mệt mỏi vì tị nạn. Không có ông bà nào muốn nhận tị nạn hết. Cả ông Pháp, ông Đức, ông Anh Quốc, ông Mỹ, không có ông nào muốn nhận tị nạn hết. Ông nào hiện bây giờ đang muốn là những cái quốc gia Trung Đông, những quốc gia láng giềng nhận tị nạn, mà ngược lại những quốc gia này lại càng không muốn nữa. Lại càng không muốn nữa. Những cái quốc gia mà lên ủng hộ Hamas dữ lắm, nhưng mà nhận dân là không. Thổ Nhĩ Kỳ đâu có nhận đâu. Ai Cập có nhận không? Qatar có nhận không? Abdul có nhận không? Không. Một người cũng không nhận. Nên là cái vấn đề khó khăn sắp tới đây lớn nhất đó là làm sao Việt Nam của mình mấy bác làm gì nhận? Mà dân nuôi chưa xong nữa mà nhận. Mấy bác nó trời gì? Má dân còn chưa lo đi do dân người khác. Dân mình còn đói lên đói xuống. Mà đặt cái hồi dân người ta còn mới đi xin tiền khắp nơi trên thế giới. Đó là hiện bây giờ 2 triệu. Một ngày nào đó Nguyên mong Việt Nam mình nhận. Một ngày nào đó Việt Nam mình nhận tị nạn đó ha. Nước mình lúc đó là ngon lành cành đào đó các vị. Nguyên nói thật luôn á. Ngày nào mà các cái vị là ôi Việt Nam thế giới khó khăn là Việt Nam nhận tị nạn lo cho dân rồi đó. Đúng là nước của mình là ngon lành cành đào rồi đó. Tầm cỡ của Việt Nam mình là vương xa thế giới rồi đó. Còn bây giờ là mình còn đi ăn xin, mình còn đi lao động khắp nơi trên thế giới. Mình nhận ai trời? Mình còn đi lao động khắp nơi trên thế giới. Mình phải đi làm mướn người ta khắp nơi trên thế giới hết. Mà mình nhận nhân đạo gì nói. Dân lo chưa xong mà. Nên là Nguyên đang chờ một ngày nào đó Việt Nam chúng ta nhận nhân đạo. Thì cái điều đó chúng ta thấy rõ được là hiện bây giờ cái vấn đề 2 triệu người ở tại khu vực đó đó đáng thương vô cùng. Vì hiện bây giờ Ukraine thì họ còn đi được. Ukraine họ đi qua Ba Lan được, Romania được, những Moldova được, Georgia được. Họ được tị nạn khắp nơi tại châu Âu được. Họ xin tị nạn được. Nhưng mà người dân Palestine thì khổ là không ai nhận. Lý do mà nguyên nhân vì họ không, thứ nhất là bởi vì mệt mỏi cái vấn đề tị nạn rồi, cái kinh phí mà cho tị nạn đó quá nhiều. Thứ hai là họ sợ lực lượng khủng bố lợi dụng đó để trà trộn vào, chứ không có gì hết. Họ sợ lắm. Trong quá khứ họ đã bị cạm bẫy đó rồi, họ đã sợ rồi. Họ sợ là lực lượng khủng bố trà trộn vào qua đất nước của họ, làm những cái hành vi khủng bố nữa, rồi lúc đó là họ lỗi là lỗi của họ, lúc đó là họ bó tay nữa, nên họ sợ lắm. Nên là trong những ngày kế tiếp thì Nguyên nghĩ là cái cuộc chiến nó sẽ biến chuyển như vậy. Nó sẽ biến chuyển là từ Nam xuống Bắc, thời gian ngắn thôi. Thời gian ngắn thôi, nó biến chuyển thì ngay ngắn thôi. Nguyên nghĩ là khoảng một tuần sau thì chúng ta sẽ có những cái bản tin liên quan đến vấn đề mà lực lượng Do Thái sẽ xuống miền Nam. Chắc chắn là xuống miền Nam, chắc chắn là cái chuyện đó không tránh khỏi. Và cái lý do mà Mỹ điều động khí tài quân sự nhiều ở tại khu vực Trung Đông là để yểm trợ cho Do Thái xuống miền Nam. Vì xuống miền Nam thì có thể những cái thế lực khác bắt buộc phải tham chiến, trong đó có Iran hay là Hezbollah, để giải cứu lực lượng Hamas. Nên là cái điều đó thì nên là tại sao Mỹ gửi khí tài quân sự nhiều là như vậy đó, là để yểm trợ cho cái mặt trận miền Bắc giải phóng đi xuống miền Nam trong những ngày kế tiếp. Và bây giờ thì cho Nguyên mạn phép vì khí hậu nó lạnh, trời bây giờ rất là lạnh. Bữa nay Nguyên ra ngoài trời là bởi muốn hít thở không khí, vì Nguyên ở nhà 3 ngày rồi chưa ló đầu ra khỏi nhà. Nguyên sợ mùa đông lắm. Bye bye quý vị. Đã thấy trong mắt anh một trời thất vọng, tôi đã thấy trong mắt em
một đời xót xa. Tôi đã nhìn không ra đâu là đời dân ta, đâu bạn bè, đâu địch thù, đâu là ta. Tôi đã sống che giấu quanh một lời nghi ngờ. Tôi đã sống như đóng vai kịch đời đơn sơ. Tôi đã vờ quên đi tôi là người ra đi nơi hận thù, nơi ngục tù còn hẳn đi. Hỡi hồn thiêng núi sông, còn đâu đó hay không có buồn rầu nhìn những đứa con đau. Sống lạ lùng với nhau, đời phấn hoa trôi mau, phép lạ nào hàn gắn bao ngăn sâu. Rồi đời về đâu, quê hương mờ dấu, ta sống riêng ta đành được sao. Hỡi hồn thiêng núi sông, người tha thiết hay không, xin hào hùng còn thấy trên phương đông. Sóng dậy bờ biển đông, trời nổi lộng tinh không, sức mạnh nào mòn mỏi dân tôi trông. Họp đoàn mà vươn, bên nhau mà lớn, đây sức thiêng liêng từ ngàn xưa. Ta hãy góp muôn trái tim làm thành phép lạ. Ta hãy cất muôn cánh tay dựng thành phong ba. Ta hãy dùng nơi đây lớn mạnh từ không may, cho một ngày góp phần đời vào dựng xây. Người tha thiết hay không, xin hào hùng còn thấy trên phương đông. Sóng dậy bờ biển đông, trời nổi lộng tinh không, sức mạnh nào mòn mỏi dân tôi trông. Họp đoàn mà vươn, bên nhau mà lớn, đây sức thiêng liêng từ ngàn xưa. Ta hãy góp muôn trái tim làm thành phép lạ. Ta hãy cất muôn cánh tay dựng thành phong ba. Ta hãy dùng nơi đây lớn mạnh từ không may,
cho một ngày góp phần đời vào rừng cây. Hỡi hồn thiên núi sông, người sẽ thấy mai đây dân tộc người ngạo nghễ như xưa nay, với nhiệt tình đắm say tuổi trẻ mới hôm nay dâng lời thề bao đền người Việt Nam ơi.